luôn, đúng không ạ? Hello tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em dẫn các bác đi ăn bưởi. Ở nhà bác khách có vườn bưởi đẹp quá. Đây là bưởi Diễn này. Đây là đang đi lắp một bộ combo karaoke ở đây. Các bác nhìn bưởi đẹp không? Đấy ạ. Ngon lắm ạ. Các anh cũng ăn xong rồi lại lấy bưởi mang về nhà ăn ngon lắm. Vâng vâng. Con bé con gái đầu tôi nó 50 rồi, nó cũng sát 50 nặng rồi. Vâng, đây, đổi loa lấy bưởi. Đây, đây em mới lắp một cái set combo của DB. Gần Tết rồi các bác đã có bộ dàn nào nghe nhạc hát karaoke chưa? Thôi để em bê cho anh ơi. Đấy. Đẩy xe các bác nhá. Loa 712. Súp thì em mang hai con cho bác chọn là súp 40 và súp 30. Mang cả hai chiếc cho bác chọn. Hợp con nào lấy con đấy. Hàng đúng đập hộp cho anh nhé. Đây, nguyên tem luôn. Nhiều bác là đến xem series còn vừa mở ra bảo xem series để tối làm con lô. Đấy. À, cái dòng này là cái dòng mà tiếng bass chép rất là ok, rất là mạnh. KF712 nó là cái phiên bản của cái con loa PK này các bác. Em ơi. Súp điện LX-S32SA các bác nhé. Đây là cái dòng nó cao cấp hơn con SVK-12B một chút. Vẫn là gân cao su. Đấy, đập hộp luôn. Đây là phòng giải trí nha bác. Phòng khá đẹp đúng không? Mỗi tội là cái phòng này. Đây là các bác xem. Đây là gạch đá hoa nhé. Nên là cái vòng này sẽ hơi bị vả một chút. Loa đến kệ ra đẹp rồi, súp chắc là để ở dưới đây. Hơi vướng một chút. Đấy, cứ để góc đấy. Không. Ok, góc trái đấy. Rồi. Loa để kệ bên này là xong. Đấy, tí đánh luôn. Còn hệ thống vang mic đẩy thì quản lý nguồn thì em để ở dưới cái khe tủ đấy. Hệ thống này thì sử dụng vang S500P, mic 450 la mã các bác nhé. Và quản lý nguồn là còn cái dòng SP600. Loanh quanh bộ này giá thì hơn 30 triệu đây. Các bác có bộ nghe nhạc hát karaoke vui vẻ Tết nhất là rộn ràng luôn. Đúng không ạ? Có tiếng nhạc vào nghe nó vui cửa vui nhà hẳn luôn đấy. Đấy. Thỏa mãn đam mê ca hát chỉ với trên 50 củ. Đây, SP100M, con này là quản lý nguồn mẫu mới nhất các bác nhé. Còn cái dòng là quản lý nguồn cũ như cái dòng P9, P9 Pro là mẫu bị bỏ rồi. Đây, con này là con mới nhất này. Đây, hiện tại thì em đang tiến hành căn EQ và căn phây hệ thống này anh em nhé. Đây là EQ của con KS712. Cái dòng này rất là dễ làm. Tiếng nó dịu nghe gần như là không phải căn chỉnh gì thì EQ khá là phẳng rồi đúng không ạ? Nhưng mà phẳng thôi thì chưa ăn thua, còn phải làm một số cái nữa thì nó mới ra rất là mong muốn được. Đấy. Ở đây lắp con súp 30 vào đánh vào súp tay cao anh em. Đấy, chân này nó đánh cao, đánh khá là mạnh. Thank you.
khá sâu. Sáng là hai bác này qua bên em test đồ. Này lúc nào nó cũng mang một tâm sự buồn buồn các anh nhìn em ạ. Người mang tâm sự lúc nào mặt cũng buồn 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 buồn. Suy nghĩ nhanh nhanh già. Khánh ơi, cười lên nào. Đẹp mình các bạn nha.